Xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay tạp chí L đã quay lại với các bạn về một cái buổi livestream với tôi hàng tuần về một chủ đề rất là nóng trong xã hội hiện nay. Hôm nay sẽ không phải là một chủ đề về thời trang hay về làm đẹp như bình thường, mà là chủ đề nhân cái sự kiện là một một ông lão ở Vũng Tàu vừa bị tòa tuyên án xử là 3 năm tù giam vì tội là hiếp dâm hoặc là lạm dụng tình dục trẻ nhỏ. Nhưng mà sau khi kết thúc phiên tòa thì người đàn ông này ra về và còn có thái độ là phản đối lại cái lời tuyên án đó, và ông đòi là đốt thẻ đảng cũng như là tự thiêu, vì ông cho là cái hành động của ông đó không phải là lạm dụng tình dục con nít và ông đã bị xử oan. Thì tạp chí L đã mời tới CEO ngày hôm nay cô chi hội trưởng chi hội luật sư bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, cô Trần Thị Ngọc Nữ để giải thích thêm và cho chúng ta biết là ngoài những cái vụ án xâm hại tình dục này thì ở đằng sau đó còn rất nhiều những cái bất cập, những cái khó khăn mà liên quan tới cả trẻ em lẫn người lớn, các bậc phụ huynh học sinh, để chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn và sau này mình hiểu hơn về cái vấn đề xâm hại tình dục. Thì trước khi bắt đầu buổi trò chuyện với cô Ngọc Nữ, chúng ta sẽ xem một cái đoạn video mà thậm chí chúng tôi đã đi khảo sát tất cả mọi người về khái niệm hay là cái sự hiểu biết của các bạn sinh viên học sinh và những nhân viên văn phòng về câu chuyện quấy rối tình dục hay xâm hại tình dục bây giờ như thế nào. Mời các bạn theo dõi video. Kinh nghiệm nhiều nên mình không thể phân biệt được. Mình cũng chưa có hiểu cái lạm dụng tình dục lắm, nhưng mà theo mình thì hai cái lạm dụng tình dục và cái lỗi tình dục này thì nó đều là không tốt. Em nghĩ lạm dụng tình dục là có sự đồng thuận của cả hai bên, còn quấy rối tình dục là không có, là chỉ có một bên làm. Lạm dụng tình dục đó là giống như là quan hệ tình dục bừa bãi, là không có biết cách phòng ngừa những cái bệnh như lây lan qua đường tình dục. Quấy rối thì là do là mình có thể là mình chủ động hoàn toàn, còn lạm dụng thì có thể là bạn bè thân thiết, rồi có thể là đối phương cũng biết rồi nhưng mà có thể là mình đi quá đà đi thành lạm dụng, mình nghĩ vậy. Cái vấn đề đó thì mình thấy nó không biết nó khác biệt về mặt chuyên môn đấy là như thế nào. Đối với mình thì cái đó là những cái liên quan đến giới tính và tình dục thì mình nghĩ nó gây hại đối với xã hội. Mình cũng không có nhiều suy nghĩ lắm về vấn đề này. Quấy rối tình dục là một hành vi, những hành vi hay lời nói từ người khác có liên quan và đụng chạm đến danh phận của mình. Còn hành vi lạm dụng tình dục là em nghĩ là người ta dùng tình dục để thực hiện việc mua bán hay là trao đổi gì đó. Harassment ấy thì nó giống như là một người khác làm những cái hành động nào đấy mà cái đối phương người ta không muốn, có thể là tin nhắn nói chuyện hay là có thể đụng chạm cả về cơ thể, có thể là do người ta dùng cả những cái ngôn từ để mà gây annoying cho người đối phương. Theo mình hiểu quấy rối thì nó là như thế. Còn cái lạm dụng tình dục giống như là người ta có thể ép buộc người khác phải chấp nhận cái việc quan hệ mình. Lạm dụng tình dục là ví dụ như mình mặc áo mà sexy hoặc hở hang khi mình bước ra ngoài đường. Còn quấy rối tình dục qua là những cái hành vi ví dụ như là qua chạm hoặc có thể đụng chạm đến những cái bộ phận hoặc là nhạy cảm của người phụ nữ. Lạm dụng tình dục có nghĩa là cái hành vi thường xảy ra đối với trẻ nhỏ và những người tàn tật, thì những người có chủ đích lạm dụng tình dục sẽ tiếp cận với những người đó, làm cái hành vi lạm dụng đó trong một cái thời gian dài. Còn quấy rối tình dục thì thường là xảy ra ở những nơi đông người như là văn phòng hoặc là xe buýt. Thì thường hành vi quấy rối tình dục nó khác với lạm dụng tình dục ở chỗ là nó sẽ xảy ra trong một thời gian rất là ngắn và đó chỉ là hành vi bộc phát thôi.
Thưa cô Ngọc Nữ thì cũng vừa xem qua đoạn video mà các bạn vừa xem, thì cô có cảm xúc hay là ý kiến gì về cái video này không ạ? Thì qua cái video mà tôi vừa xem là các em có nói lên được cái quấy rối tình dục và cái làm nhiệm vụ sự thích với em là chưa hiểu lắm. Đó, tại vì thấy quấy rối tình dục á là mình phải phân biệt giữa quấy rối tình dục và lạm dụng. Thì ví dụ quấy rối tình dục tức là một cái hành vi, tức là coi như là khiêu dâm. Đó, tức là coi như dùng các hành động chẳng hạn như em mail rồi các thư từ. Đó, rồi ví dụ như chẳng hạn thì mấy ngày gần đây thì các trường học thì đã có làm đơn lên hội phụ huynh, người ta nói là xem xét cái vấn đề là những người, những trẻ đó là quá đó, đang bồng bộ ở trường và làm quấy rối tình dục các em bằng cách như là cởi quần đứng bên kia đường, đứng bên kia trường học đối diện và cởi người ra và đưa những cái bộ phận sinh dục để mà khuyến khích các em bên này. Thì các em đó khi mà chúng tôi có những cái trường mà chúng tôi đó xuống tuyên truyền về xâm hại tình dục thì các em biết cách phản xạ, các em la lên đó, và chúng tôi nói chúng tôi có xuống tuyên truyền mấy em biết là mấy em la lên, lúc đó thì mấy em la lên thì người đó bỏ chạy đó, và những cái mà chúng tôi tuyên truyền thấy rất là hiệu quả về quấy rối tình dục đó. Còn những cái vấn đề chẳng hạn như là có những trường học mà bây giờ các phụ huynh đến đón con trẻ đó thì thường á là những kẻ thủ ác hay đi qua đi lại cái nơi vắng vẻ mà các trường nào mà vắng á là trường đóng cửa, các em còn đứng ngoài, thì đa số những người ngang hoặc là người ta dùng tay hoặc là này kia, người ta đưa ra những cái mà diễn tả như vậy đó để cho khiêu khích các em. Đó là những cái hành vi là quấy rối tình dục. Còn lạm dụng tình dục ở đây á là chúng ta phải hiểu rằng, các em phải hiểu rằng á, lạm dụng tình dục có tức là một người lớn dụ dỗ, rủ rê, lôi kéo để thực hiện một cái hành vi đó trái ý muốn của các em. Đó, và lợi dụng các em là còn nhỏ tuổi đó, rủ rê lôi kéo các em bằng mọi thủ đoạn và bằng mọi hình thức. Chẳng hạn như có một số em ở trong cái nhà trọ lao động, cái khu lao động, thì những người này là những người quen biết, người ta lợi dụng cho tiền em đó, hoặc là nói với em là đi đến đây đi bưng cho chú cái này, lấy cho chú cái này đó, thế là cho tiền em và diễn ra cái hành vi xâm hại em tại những cái nơi mà vắng vẻ như là phòng trọ rồi cái những cái chung cư đó. Giống như thì rồi ở ngoài Vũng Tàu chúng ta thấy một cái hành vi tức là sờ mó các bộ phận sinh dục của các em đó, thì đây là một hành vi mà dâm ô, tức là một cái hành vi coi như là rờ mó những cái bộ phận, những cái vùng cấm. Chúng tôi khi cứ tuyên truyền những cái vùng cấm đó, tức là không được đụng tới các em. Và chúng tôi tuyên truyền một vấn đề duy nhất cho các em là thứ nhất là cơ thể các em là của em, là tức là không ai được xâm phạm tới các em hết, đó là cơ thể các em của em. Thứ hai là các em phải dùng nguyên tắc 1 mét, tức là mấy em phải để tay trên ngực mấy em, tức là cơ thể là cha mẹ cho mấy em, và mấy em vung tay ra 1 mét, tức là những người nào đứng lên mấy em phải vung tay ra đó. Chính vì vậy mà cái kẻ thủ ác này đã nhiều lần mà các em đó thì ta đã thấy dí mấy em nó vào cái góc cầu thang và sờ ngực rồi sờ bụng và sờ bụng kính của các em này. Thành ra đây là những cái hành vi không thể chấp nhận được, đó là những hành vi mà coi như là dâm ô trẻ em. Thành ra thì rồi giờ tòa Vũng Tàu đã tuyên là vậy, là tôi thấy đúng người đúng tội. Dạ thưa cô, thì rõ ràng là nếu mà là người lạ tới gần các em thì các em sẽ dùng tay để ra, thì về mặt lý thuyết là đúng và các em sẽ biết áp dụng. Giống như cái cô bé mà vừa rồi ở trên mạng có cái clip cô bé mà đang đi xe đạp mà có người lạ tới thì cô cũng đã hét lên là ai cháu không biết, cô đi ra đi. Nhưng mà đáng buồn thay là mình cũng có những cái sự vụ là người nhà chính là người ông ngoại và ông nội chính là người lại hiếp dâm cháu của mình. Thì vấn đề này thì thật sự là rất là buồn, và không ngoài những buồn thì người đó cũng rất là bàng hoàng. Cô có thể thì em biết là cô cũng là người đi qua những cái vụ án này, thì cô có thể chia sẻ thêm là ở đằng sau đó có những cái câu chuyện gì không ạ? Thì gần đây nhất đó là chúng tôi thấy là cái bề nổi của tảng băng chìm, tức là có những vụ việc mà cha mẹ hầu như là giấu giếm những người thân trong gia đình xâm hại thì là giấu giếm. Nhưng chúng tôi thấy ở đây, chúng tôi đã nói là chúng tôi tuyên truyền nhiều lần, chúng tôi nói im lặng là tội ác, cho dù người thân trong gia đình lại càng là phi đạo đức hơn nữa. Đó, chính vì vậy gần đây là chúng ta đã thấy hai cái vụ án, là một cái vụ mà ở Bình Tân cha ruột hiếp dâm hai em, một em 7 tuổi, một em 9 tuổi đó, vì xử 18 năm rồi. Thì chúng tôi đã rất là đau lòng. Khi đó chúng tôi tiếp nhận thêm một cái vụ ở Vĩnh Long, chúng tôi được biết thôi, chúng tôi cũng là theo dõi cái vụ này và chúng tôi cũng có quan tâm đến, và chúng tôi biết là cha ruột hiếp dâm con mình đã nhiều lần và ông nội cũng hiếp dâm con mình đã nhiều lần.
Thế là chúng tôi, khi chúng tôi thấy là xử cha trung thân, ông nội trung thân, thì đây là cái vấn đề mà chúng tôi thấy là tòa đã rất đúng đắn trong vấn đề này và xử rất là đúng người đúng tội trong việc này. Nhưng còn lại chúng tôi suy nghĩ tới người mẹ. Khi mà chúng tôi hỏi em này là khi mẹ có biết, khi mà ba hiếp dâm con như vậy đó là mẹ có biết hay không, thì bé này nói mẹ biết. Và khi ông nội hiếp dâm cũng có nói mẹ. Nhưng người mẹ là gì? Người mẹ là mẹ ruột của mình, người mẹ rất ruột đẻ mình ra, mà tại sao người mẹ biết mà người mẹ không xử lý vấn đề đó? Thành ra dẫn đến đứa con mình bị thiệt hại như thế này. Thành ra khi chúng tôi họp lại các luật sư trong hội trẻ em, chúng tôi có bàn đến một số luật sư, thì chúng tôi nói kỳ này khi mà lên phúc thẩm chúng tôi sẽ đề nghị đó, và phúc thẩm sẽ mang bà mẹ ra. Nó tức là bà mẹ cũng là con này là cũng là đồng phạm đó. Chứ mà thí dụ thà không biết, thí dụ tôi hai người ly hôn nhau thì thí dụ đi làm sao không nói, khi mẹ về thăm thì mẹ có nói, cả nói cả mẹ cả ông nội, nhưng mà không có ý chí gì hết đó. Thành ra chúng tôi thấy cái trường hợp này là trường hợp rất là bức xúc và cần phải lên án. Còn cách nay 2 tuần thì chúng tôi có tiếp nhận một cái vụ bà nội lên đây tố giác là ông ngoại đã hiếp dâm cho bé này rất nhiều lần, mà còn 2 tháng nữa thì bé mới được 3 tuổi. Và hiện nay bà nội cho xem hình đó, bà ngoại cho bà nội cho xem hình thì là cái phần bộ phận sinh dục của bé này hầu như là nó rách được hết đó. Thế là bây giờ bà nội với ba thì lái xe đi đường dài, người ta tôi cũng chưa gặp ba, nhưng mà nội lên tố cáo thì ở Cẩm Mỹ Đồng Nai thì là ông ngoại đã nhiều lần như vậy với bé. Thành ra bây giờ bà ngoại, thứ nhất là bà ngoại, bà nội thấy là cũng xấu hổ trong gia đình, thành ra bà nội chưa dám nói, nhưng mà xuống hội chúng tôi nó không được, phải tố cáo. Cho dù bây giờ bà chặt ngọn, tức là bà đem con về ở với bà, nhưng cái hành vi đó không biết là ông này nó tiếp diễn với ai nữa hay không. Mình phải đòi lại công bằng cho bản thân bé này và các bé khác, đừng để tránh cái trường hợp mà cái ông ở ngoài Vũng Tàu đó, khi mà dâm ô một bé rồi thì tự nhiên xấu hổ dọn nhà đi. Thế là mình không có, mình thấy là có phải là tội ác không, rồi tiếp theo một người khác con lại bị nữa, người ta cũng mắc cỡ xấu hổ, người ta giấu giếm, người ta đi. Thành ra ở đây chúng tôi nói cho tất cả mọi người biết rằng hiện nay cái vấn đề mà xâm hại tình dục trẻ em xảy ra gần nhất ở đây là trong gia đình không. Tức là thứ nhất là trong gia đình, thứ hai là những người thân quen lợi dụng cái sự quen biết đó qua tới lui và rủ rê lôi kéo các trẻ em đó, mà đa số những trẻ em còn non nớt đó. Thành ra tôi thấy đây là những người ta mạnh dạn ra tố cáo, đây là chúng tôi rất là hoan nghênh. Đó chỉ là bề nổi của đám mây chìm thôi, chứ còn rất rất là nhiều vụ mà chúng tôi chưa có đưa ra ánh sáng đó. Nè thưa cô, là như cô đã nói là đây chỉ là bề nổi của một đám mây chìm thôi, tức là những gì mà các bạn đọc trên báo nó chỉ là bề nổi, đằng sau đó vẫn còn rất nhiều vụ mà báo chí không nhắc tới, hay là tòa cũng không tuyên án, chỉ cho đến khi mà người ta lâm vào thế bí, người ta phải viết thư lên đến thủ tướng chính phủ yêu cầu là phải giải quyết vấn đề, thì lúc đó báo chí mới vào cuộc, lúc đó công an mới vào cuộc. Theo cô Ngọc Nữ thì cô cũng đã làm luật sư của cái vấn đề này rất là lâu năm, thì cô có thể chia sẻ là tại sao lại quá nhiều vụ lạm dụng tình dục nhưng mà chỉ có một vài vụ mới được mang ra xử và tuyên án, còn lại là gần như là phát. Thì đây là cái vấn đề mà hiện nay, nó sáng nay Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam cũng có gọi chúng tôi nói là sắp tới đây sẽ có buổi tòa đàm, thì chúng tôi có những gì mấy em trăn trở, mấy em bức xúc thì mấy em sẽ làm sẵn ra đi, rồi khi chúng tôi vào đây thì chúng tôi sẽ tiếp thu mấy cái ý kiến của đề xuất. Thì chúng tôi thấy đây là một cái vấn đề mà hiện nay cần phải làm mạnh dạng đó, nên mình phải làm mạnh lên, để vì luật trẻ em 2016 đã có hiệu lực ngày 1 tháng 6 năm 2017, và cái nghị định 56 để hướng dẫn thi hành luật trẻ em thì có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2017 đó. Chúng ta thấy là liên tục, đó là những cái luật, và luật hình sự sắp tới đây là có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thì chúng ta thấy rằng tức là quy định của luật thì là rất là chặt chẽ, tức là không để lọt người lọt tội, nhưng còn cái vấn đề mà phải làm thế nào để đưa một cái trường vụ án ra để mà xử lý, chúng tôi rất là đau lòng trăn trở. Chẳng hạn như cái vụ Vũng Tàu, tôi thấy chủ tịch nước đó cũng có ý kiến, rồi cái vụ Cà Mau mà chúng tôi đang tiếp tục chúng tôi làm thì là thủ tướng cũng chỉ đạo đó. Chúng tôi thấy là những cái vụ này là những cái vụ mà các cơ quan chức năng chúng tôi thấy nên vào cuộc, vì bây giờ đã có luật trẻ em rồi, trẻ em là phải được bảo vệ. Nó và châm ngôn của Hội Bảo vệ trẻ em của chúng tôi là gì? Là hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Tại vì khi trẻ em bị xâm hại thì trước nhất là mình phải nói là tổn thương, thứ nhất là tinh thần, nó thứ hai là bé bị sang tới tâm lý, thứ ba là coi những cái cuộc sống của bé như thế nào trong những ngày tới. Đó đối với một đứa trẻ thì rất tội. Đó mà những người thủ ác là coi như người ta đứng ngoài vòng pháp luật, mà những em đây thì là quá nhỏ. Cái chứng cứ thứ nhất là cái quan trọng trong cái vụ tiếp theo trẻ em là gì? Là cấu thành hình thức, chỉ có 2 người thôi. Thì khi mà trẻ nói đó thì khi ra thì cái việc khó khăn của chúng tôi hiện nay là công an nói là đút bé ngay này, đút bé ngay khác,
thì tôi nghĩ rằng, tôi nói là mấy anh nghĩ sao, thí dụ anh có con em biết rồi, nó một đứa trẻ mà nó đang thơ ngây, một đứa trẻ đang vui chơi sung sướng, đang học tập, tự nhiên nó bị một cái xâm hại như là một cái cú sốc, mà còn hơn là mấy anh lấy cây mình đập vào đầu bé nữa, thì làm sao mà không bị sang cái tâm lý, thì nó hoảng loạn. Thì khi ra thì nó khai, rồi bạn gặp anh cho đối chất thì gặp cái tố ác, nó phải sợ làm sao nó khai cho đúng được, là nó lúc khai chắc là chuyện bình thường. Đó khi mà anh phải nghĩ rằng một đứa trẻ 3 tuổi nó không biết gì đó mà nó ra nó kể mình mất. Mới đây cái vụ Bình Tân, Bình Chánh, chúng tôi luật sư Nguyễn Xuân Lâm đã là đang theo dõi vụ này, tức là luật sư Nguyễn Xuân Lâm là chi hội phó, chi hội của tôi, và tôi là chi hội trưởng, thì tôi đã nhờ luật sư Nguyễn Xuân Lâm tiếp nhận cái vụ này. Và luật sư Nguyễn Xuân Lâm nói cái vụ này nó ra nó khai phanh phách, mà bị cáo cũng nhận tội luôn rồi đó chị. Mà bây giờ hai đứa bé thì bây giờ mới vừa có kết luận, coi như có quyết định để tố vụ án, chúng tôi mừng lắm. Nhưng thấy Bình Chánh làm việc chúng tôi đồng ý. Nhưng hôm nay chúng tôi nhận được một cái quyết định là đình chỉ, tức là tạm đình chỉ, không phải tố bị can. Vì sao? Vì lý do là bị can nói là bị can nói là bị tâm thần. Đó thì tôi nói là chúng tôi không đồng tình. Tại ngay từ đầu, ngay lúc đầu mà xuống thì là luật sư Lâm có nói với tôi, má, cái chị, thường thường chúng tôi hay kêu là má hoặc là chị, nói là con thấy trường hợp này nó hiếp dâm đó má, nó có hành vi như vậy đó, mà bây giờ công an làm thì chúng tôi làm một cái đơn, chúng tôi khiếu nại cái quyết định tạm đình chỉ đó. Đó chứ là chúng tôi phải nhờ các cơ quan ở trên nữa, thí dụ công an Bình Chánh thì chúng tôi phải nhờ trên bộ công an để mấy anh xem xét giúp dùm. Chứ chúng tôi không nói ở đây là chúng tôi không có đổ lỗi với ai hết, nhưng chúng tôi thấy là cái hành vi là có. Nói chúng tôi đã xuống hiện trường mà ở đây mình phải xem xét hai đứa bé 5 tuổi sinh đôi, mà anh này là chủ đất, tức là bán đất cho cái gia đình này, và trong khi hai đứa bé nó bị mẹ đi bán nha trai, khi mẹ ghé vô quá đau uống thì ở đây hai đứa trẻ nó bị. Mà hiện nay đó, bà mẹ nghèo không có tiền, mà bây giờ cái chỗ vết thương bé nó cứ xài, nó cứ ở nhà ấm nắp, nhưng vết thương nó khó lành lắm, cho nên bà mẹ cứ gọi điện lên hội tôi và đã nhờ tôi đưa đi khám thường xuyên. Đó chính vì cái điều này mà thấy luật sư nào cũng nói hai đứa nhỏ 5 tuổi nó biết gì, nó biết cách làm như thế nào, ai làm nó như thế nào, khai phải tắt. Vậy mà bây giờ đình chỉ chúng tôi thấy khó khăn, thứ nhất. Thứ hai là qua những cái vụ việc mà chẳng hạn như bữa hôm đó ông 70 tuổi hiếp dâm bé này 11 tuổi, đó tức là coi như là nhận hết rồi và khởi tố tội giam ở Bình Tân, thì chúng tôi xuống chúng tôi nói anh ơi, nếu mà anh giám định thì chúng tôi biết như nào, có kết quả giám định là có tế bào nam, thì tôi nghĩ tế bào nam thì không có thể nằm chờ ở ngoài mà tình có tế bào nam nhảy vào. Đó thì chúng tôi cũng đang gặp khó khăn ở chỗ cái Bình Tân của chỗ đó, và rất là nhiều vụ hiện nay chúng tôi tiếp nhận cũng khá là nhiều, nhưng mà đưa ra ánh sáng thì chỉ có một số thôi, khoảng 1/10, chúng tôi xác định hẳn 1/10 luôn. Đó cái vụ Thủ Đức, rồi cái vụ Quận 9, đó coi như là hành vi. Và cái vụ gần đây nhất là chúng tôi rất là thương bé này, 13 tuổi, bé ở dưới Củ Chi, nhưng mà rất là tội nghiệp, bé là bé ở Kiên Giang, cứ mỗi năm đến hè là mẹ cho lên nhà dì ruột trên đây chơi, ở nhà trọ Củ Chi, thì cho anh tiếp ở nhà, thì qua mới xâm hại bé, giúp chăm bé một lần duy nhất. Và khi bé về Kiên Giang, bé vẫn đi học tiếp tục, đến 5 tháng thì bé tập thể dục bé xỉu, thì người nhà gọi lên thì chắc bé đã khám thai, thì bé đã có bầu 5 tháng rồi, 13 tuổi. Có bầu 5 tháng thì bây giờ mẹ thì quá nghèo đi làm thuê cho người ta, mà bà mẹ ngày xưa lại bị hiếp dâm đẻ ra bé. Bây giờ đến khi bé là mẹ ở tuổi 13 thì 2 tháng 2 tuần nữa là bé sanh rồi đó. Thì chúng tôi là vào cuộc. Đó khi mà cái vụ này coi như là xong rồi, tức là coi như bé đắp rồi, thì đó lúc đó thì mẹ mới tìm được ở trên thông tin trên mạng, hoặc là thông tin, hoặc là nghe đài nói là có việc gì thì gọi lên đường dây nóng. Đó, thế là lên báo phụ nữ, và báo phụ nữ nói tìm đúng rồi đó, lên hội bảo vệ trẻ em. Và khi chúng tôi vào cuộc là bắt đầu hôm qua hôm kia, chúng tôi mới nhận được vui lòng 3 tháng rồi. Mà khi chúng tôi vào cuộc thì chúng tôi thấy rất là vui vẻ, là tại vì khởi tố vụ án. Và hiện nay khởi tố vụ án rồi và đợi khi nào sanh ra thì mới giám định ADN. Đó, chúng tôi không đồng ý, chúng tôi nói là khởi tố vụ án và bị can, kẻ thù ác người ta đã nhận rồi, thành ra chúng tôi đề nghị là phải tạm giam. Nhưng đến hôm nay cũng chưa được tạm giam, cho nên gia đình rất là bức xúc, cứ thấy anh này cứ vẩn vơ ngoài pháp luật. Đó, rồi chúng tôi nói thí dụ anh trốn thì ai chịu trách nhiệm. Đó, chúng tôi sẽ đưa ra những cái khó khăn đó, và sắp tới đây là có những buổi tọa đàm. Thì nói chung mới là những cái vấn đề này thì có một số nơi, thí dụ những công an, nói chung là công an 24 quận huyện thì có những công an làm rất tốt. Nói chẳng hạn như chúng tôi đi, chúng tôi làm 24 quận huyện là chúng tôi đều tiếp xúc hết với công an điều tra rồi, thì chúng tôi thấy có những vụ việc mấy anh rất là nhiệt tình, làm rất tốt. Chứ mình không nói chung là người làm xấu là tốt, nhưng chúng tôi có những cái vấn đề mà chúng tôi còn bị cản trở, là trong cái vấn đề mà chẳng hạn như là chúng tôi vô giai đoạn điều tra. Tại vì bây giờ luật sư, bây giờ có quyền im lặng rồi, thì luật sư tôi vào mà điều tra, có những cơ quan ngày trước tôi vào rồi,
là sao cấp giấy chứng nhận cho tôi. Còn có những cái gì mình đăng cho ông 70 tuổi và cái bé này nên ông mấy chục tuổi đảng gì đó có giấy tôi cũng không cần biết, nhưng mà đến hôm nay chúng tôi một tháng rồi chúng tôi chưa nhận được giấy chứng nhận mà các bạn cấp chứng nhận cho tôi đó. Thành ra chúng tôi thấy là so sánh tôi không biết là quy định như thế nào đó, nhưng mà quy định của chúng tôi là chúng tôi được cái quyền lợi khi mà chúng tôi tiếp xúc một vụ việc là chúng tôi đưa thủ tục là phải cấp giấy chứng nhận cho chúng tôi liền. Nhưng bây giờ có những cái cơ quan hạn chế cái vấn đề đó, trong có công an hướng dẫn chúng tôi đưa ngày trước ngày sau công an hướng dẫn điện thoại, chị ơi chị có giấy chứng nhận rồi, chúng tôi lên đấy buổi lễ mới ngày hôm qua là cái mẹ là bên bệnh viện phụ sản đó là bé nó học được một lớp bồi dưỡng gì đó là chúng tôi được tiếp nhận liền, nó được tiếp cận ngay hồ sơ và ngay lúc đầu chúng tôi làm đâu ra đó đàng hoàng. Và hôm nay bị can đã bị tạm giam và cái hồ sơ và kết quả đều có như là mong muốn chúng tôi. Hy vọng rằng những bước sắp tới là nhiều cơ quan cũng là học hỏi học tập theo công an thí dụ để mà làm những tốt như vậy. Còn chúng tôi thấy là Bình Tân và Bình Chánh, tôi thấy là cái vấn đề này đó, mấy anh công an làm còn hơi chậm. Tức là chúng tôi không dám chịu nghĩa với mình, nhưng mà không biết có những vấn đề có thể hồ sơ nhiều, có thể họ hẹp nhiều, hay là có thể những vấn đề gì thì chúng tôi biết là chưa có cho chúng tôi tiếp cận hồ sơ. Mà những cái vụ này chắc quý vị nên nhớ rằng khi mà các em bị xâm hại là phải đặt lên hàng đầu, tức là phải ưu tiên cho cái việc lên hàng đầu. Vì sao? Mình để trễ, một là mất chứng cứ, hai là bé nó không có nhớ, nó không có nhớ, bé không có nhớ để bằng hai đó. Thành ra chúng tôi sắp tới đây chúng tôi có những buổi tọa đàm của tôi đề nghị, tức là trong những vụ án nên đưa các vụ án trẻ em đó lên hàng đầu. Vì chúng ta biết rằng trẻ em là người dưới 16 tuổi, nhưng những em bị xâm hại toàn là 34 tuổi. Mà thì rồi quận 12 là bé 5 tuổi, bé 6 tuổi, 2 ngày liên tục, mùng 10 tháng 3 do tổ Hồng Vương giết em 5 tuổi, qua 11 tháng 3 giết thêm em 6 tuổi. Tức là bị can, hầu như bị can, bị cáo không biết suy nghĩ, tức là liên tục làm như vậy. Đó, 2 ngày liên tục làm khoảng thời gian. Rồi cái vụ Bình Thuận mà ngâm thai vô cồn thì là ngủ chung, ví dụ cha mẹ đi về quê, ngủ với bà chị, đi qua mòn người em. Thì rồi chúng tôi đã xử người em rồi, tức là xử bị cáo, dâm ô với người em là 2 năm rồi. Còn người chị thì cái thai năm vò cồn. Thành ra bây giờ Bình Thuận nó đang chuyển vào cục hình sự ở đây đó. Chúng tôi thấy có những vấn đề mà chúng tôi cần làm rõ, nhưng mà cái thời gian kéo dài quá đâu, chẳng hạn như vụ Cà Mau 7 tháng đó thì chúng tôi mới được cái kết luận ra đó. Chúng tôi rất là mong mỏi rằng nó, tức là chúng tôi không phải là mệt mỏi, chúng tôi đã làm công việc này là chúng tôi hy sinh đó, chúng tôi không cần mệt mỏi, nhưng các em rất là tội nghiệp. Thành ra bây giờ chúng tôi đề nghị rằng công an chỉ hỏi mình một lần là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bây giờ đã có tòa thành niên rồi, thành ra bây giờ khi xử là xử kín hết, không để một người nào vào ngoài luật sư, người giám hộ và bé thôi. Mà bây giờ bé là theo luật là không nên, không được đưa bé đến những cái nơi đó. Đó, thứ nhất là làm cho bé cái tinh thần bé hoảng loạn. Thứ hai nữa, tôi khuyên các bậc phụ huynh chứ mà có con bị xâm hại thì phụ huynh thương con nhiều hơn, tức là đừng bao giờ về nhắc lại. Cái quan trọng là nhắc lại. Thứ hai, nên thay đổi, nếu được có điều kiện thì nên thay đổi cái nơi ở của bé. Để cho bé nhớ đi, cho bé đi nơi khác. Thì chúng tôi thấy ở quận 12 chúng tôi hướng dẫn hai phụ huynh bà đã thành công, tức là từ quận 12 xuống quận 1 ở, thì còn như bé đi học rồi thứ bảy cái gì cho bé đi coi ca nhạc, coi kịch, hầu như bé quên này. Bây giờ hầu như không nhớ gì nữa hết. Đó, coi như bé lớn mà bé hoàn thành được. Đó là chúng tôi thấy một điểm rất mừng. Còn cái bé mà 3 tuổi thì bây giờ 2 tuổi rưỡi nó bị hiếp dâm, giờ bé được 3 tuổi rưỡi. Thì bây giờ lên khám thì bé vẫn còn đau và sốc nữa, sắp tới phải phẫu thuật. Đây nơi đó nó bị đâm thủng trực tràng luôn, thành ra vừa làm cái này vừa làm cái trực tràng. Thì chúng tôi cũng được bệnh viện An Sinh hỗ trợ cho vấn đề mà thăm khám và thuốc men cho, thành ra bệnh hội chúng tôi cũng đỡ đi một phần đó để mà làm tiếp tục cho những em khác. Và phải nói là rất nhiều em. Thưa cô, thì rõ ràng là cái việc lạm dụng tình dục nó ngày càng tăng, nhưng mà không phải là nó chỉ mới bắt đầu nghe ngóng trong những năm gần đây, vì nó đã thật ra là theo bản thân em nghĩ là nó là do cái ý thức của mình, hay là do người Việt mình cái văn hóa nó thân thiện quá đi. Tức là thấy con nít dễ thương thì người lớn lại nựng nịu rồi ấy, thì ba mẹ gần như là không để ý. Thì những cái chuyện sờ mó, hay là có những người còn giỡn là sờ mó vào bộ phận sinh dục của bé trai hay bé gái để giỡn. Tức là ngày xưa thì em mới nhớ là có những cái đó rồi. Có lẽ nào tại vì do văn hóa mình quá dễ dàng như vậy, quá dễ dãi như vậy, để con hỏng như vậy, cho nên là ngày càng tội phạm nó lạm dụng tình dục càng trở nên nhiều hơn. Thì cái việc mà tội phạm mà xâm hại dục ngày càng trở nên nhiều, thứ nhất đó là mình phải lưu ý tới vấn đề này, tức là phim ảnh, tức là công nghệ quá tiến bộ đi. Thành ra bây giờ thí dụ như mấy em đi học thì mua điện thoại thông minh cho mấy em,
đó, tôi chưa nói với gọi phụ huynh tôi đã mua cái điện thoại của bác thôi, nói danh từ của bác là từ bình thường là nó có thể gọi được và có thể nghe thôi, thì mấy phụ huynh lại mua cái điện thoại của mình. Thành ra bây giờ bé, thậm chí bây giờ mà chẳng hạn như em và tôi đang lên một con cái tin tức gì đó, tự nhiên một cái phim xét nó nhảy vào ví dụ gì đó, còn bây giờ mấy em là ý thức mấy em là tò mò, còn mình thấy là mình đẩy ra ví dụ gì đó, mình đẩy ra nhưng mấy em bấm nó vô nghe con, đây là mấy em tò mò thứ nhất. Thứ hai là mình phải giáo dục từ trong gia đình đó, mình phải giáo dục giới tính với các em. Tức là ngày xưa chúng tôi đi tuyên truyền, chúng tôi nói là con ơi, con, các con không được ngồi trong lòng bất cứ người nào lạ, chỉ nên ngồi trong lòng cha mẹ. Đó thì bây giờ cha hiếp dâm con quá trời, quá nhiều đi, thành ra giáo án giờ tôi bị cháy. Đó là bây giờ con chỉ được ngồi trong lòng mẹ, phải bỏ chỉ cha đó vì con phù hợp. Cho nên khi mà chúng tôi lún xuống khu dân ngưỡng, tôi nói là chúng tôi quên đi, chúng tôi nói là con cái nó chỉ là được anh chị chở thôi, và nhớ khuyên nó lại ngồi trong lòng cha mẹ. Thế chị có ý kiến liền, rồi chị nói sao đây mình thân chúng tôi mới vừa cha hiếp dâm được hai đứa là có ý kiến liền đó. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng mình nên sửa lại giáo án là con chỉ ngồi trong lòng mẹ thôi. Mà mình thấy đây về vấn đề luân thường đạo lý chỉ là một cái thiểu số nhỏ thôi, một vài trường hợp trong một cả triệu người thì có mấy trường hợp là cha hiếp dâm con thôi. Còn cái vấn đề ở đây chúng tôi cảnh báo cho mọi người biết, tức là trong gia đình chẳng hạn như hai chị em ruột thì có hai đứa con mỗi ngày gửi qua nhà bà ngoại, thì hai đứa nhỏ nó tự làm mồi với nhau. Mà cái cửa mà từ dâm ô mà cho đến dâm nó gần lắm, có một giây thôi chứ không phải là một phút đó, tức là sờ vô bụng kính là bắt đầu có việc rồi. Thành ra chính vì cái điều này mà chúng tôi cũng nói về hai bên, tức là phải giáo dục cho các em, tức là hội bảo vệ trẻ em chúng tôi rất tự nguyện, tức là thường xuyên đi xuống trường để tuyên truyền với các em, tức là những buổi tuyên truyền về xâm hại tình dục đó, những buổi tuyên truyền về gọi là cộng đường chẳng hạn vân vân, ví dụ chúng tôi thường xuyên và giáo dục giới tính cho mấy em là hiện nay là chúng tôi là con có các hội đoàn để xuống giáo dục giới tính cho các em. Thứ nhất, thứ hai là cha mẹ, mình là phần là cha mẹ mình mới quan tâm tới các con, chứ đừng có nghĩ rằng tức là gửi con ở trường là sao. Đó, gửi con ở trường, nhưng hiện nay ở trường xảy ra rất là nhiều vấn đề đó, mà các hiệu trưởng cứ gọi chúng tôi xuống, chị ơi em thấy trong trường mấy đứa tụi nó cũng hiệu quả này kia đó, nó coi phim rồi nó tìm hiểu nó tò mò, em sợ quá thôi chị xuống chị làm các bài gia đình về xâm hại tình dục cho các em. Nhưng đây là một vấn đề nhạy cảm, mình phải cố gắng mình làm cái phiên tòa xà lào như thế nào để cho các em hiểu đó, chứ bây giờ mình diễn một cái phiên tòa thật sự, phiên tòa là có thật chúng tôi mới được diễn, chứ không có phiên tòa nào mà tự nhiên cái luật sư làm một cái kịch bản diễn, tức là lấy một bản án có thật và chúng tôi sẽ diễn cho các em xem để các em biết mấy em trắng, chứ không phải chúng tôi vẽ đường cho hôn chạy. Vì bây giờ cái mạng thông tin quá là coi như là tiến bộ rồi, thành ra mấy em tự mấy em biết hết rồi đó, có khi là mấy em tự biết và mấy em tự tìm hiểu mấy em nhà. Thành ra chính vì vậy mà khi mà con cái bị hiếp dâm, tôi hỏi là tại sao, nó là tại vì nó hẹn hò trên mạng đó. Thành ra đây là vấn đề là mình phải cảnh báo, và cả các em đều là xài từ cái mạng Facebook, cái mạng internet ra, tức là về cái tiến bộ khoa học thì chúng tôi nghĩ rằng ví dụ mấy em học hỏi thì rất là tốt, nhưng để mà sống điện thoại cho mấy em để mà mấy em hẹn hò, mấy em tìm hiểu, vì cái lứa tuổi 16 tuổi từ đem từ dưới 16 tuổi là những cái tuổi mình giống ngày xưa của mình, mình hay tò mò, mình hay tìm hiểu, nhưng cái tuổi mình ngày xưa thì lại không có mấy cái đó. Thành ra bây giờ từ những cái đó, thành ra đây là việc cảnh báo. Cho nên chính vì vậy mà luật trẻ em, cái nghị định 56 có quy định rõ ràng, trong cái điều 33 của nghị định 56 có hiệu lực ngày 1/7/2017 có quy định rõ ràng là không được đưa hình ảnh cá nhân thông tin các em lên. Thì tự nhiên con mình đang yên án, cha mẹ đưa lên, con tôi đang học trường này lớp này đó, thứ nhất là bây giờ cái yêu ác người ta đến trường này đó con, người ta nói ngay chóc tên nó luôn, ngay lớp nó luôn, thì là ai, tự nhiên mình đưa tên mình ra, thành ra nghị định đưa ra là có lý của người ta hạn chế phụ huynh phải đưa con hình ảnh thông tin lên. Rồi tự nhiên đưa hình ảnh, nhìn ngày xưa thì con cái nó bụng ẩm thì đưa lên, giống như mình xưa mình thích con gái mình đưa lên, nhưng bây giờ mình phải coi cái thời điểm này thì không nên đưa. Tại vì bây giờ chính phụ huynh, chúng tôi đã từng khuyên phụ huynh đến người khu nhà trọ chúng tôi là anh chị phải xem xét cách ăn mặc của con chị khi ra đường đó, ví dụ áo hở hen thì có phải là gợi ý người ta, gợi cái lòng ham muốn người ta, chứ ta đâu có muốn đó, mình cũng nói hết sức hết cách rồi đó để cho mình. Nhưng ở đây là mình nói là trong gia đình đó, chứ bây giờ ở ngoài thì chúng tôi thấy là cũng không có đáng kể, nhưng mà trong gia đình thì rất là nhiều. Cho nên ở đây là cái việc cảnh báo cha mẹ phải gần gũi sát con gái, và mình phải giáo dục cho con, cho dù anh chị em bà con gì đi nữa, nó có những trường hợp chúng tôi thấy rất là đau lòng. Bây giờ tự nhiên hai chị em thương nhau như là bóng nhìn, bây giờ vì hai đứa con mà mình coi nhau như kẻ thù, mà rất là nhiều trường hợp như vậy trong gia đình. Nên đây là cái việc mà cảnh báo với các bậc phụ huynh nên quan tâm đến con mình dù bất cứ ở đâu.
thì ngày xưa là khi mà khi thời em còn nhỏ thì người ta hay nói là ba mẹ không nên lo làm quá mà chỉ lo kiếm tiền quá mà không lo tới con cái và sống con cái. Vì thời đó là của mọi em cũng chưa có internet rồi cũng chưa có điện thoại thông minh, laptop này nọ, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là khác rồi. Các bậc phụ huynh nên xem lại cách hướng dẫn và giáo dục con trẻ, thay vì để con trẻ là giải trí bằng điện thoại thông minh, giải trí bằng tablet rồi mua những cái quá thông minh, thì mình nên khuyên con là đọc sách hay là làm cái gì nó về truyền thống hơn một chút nữa, và xem là con mình đang chơi với ai rồi đi học thời gian như thế nào. Đúng mà. À, đúng. Tại vì đa số nếu mà các người mẹ mình mà coi như bây giờ mình đang nói là vấn đề đó nhé, là mình đưa lên là phòng ngừa. Dạ. Chứ đừng có để khi mà xảy ra rồi thì tìm với chúng tôi rất là tiếc. Thành ra khi chúng tôi mong mỏi rằng vui nên phòng ngừa, tức là mình phòng bệnh hơn chứ bệnh, tức là nên phòng ngừa bằng cách nào, ví dụ chơi cách thức mà con mình nó chơi với ai. Dạ. Đó mình phải quản lý. Thứ nhất, thứ hai là giờ giấc con mình học. Đó mình cũng nên theo sát. Đó là ví dụ như mình thấy là con mình á theo sát như vậy á, mà có nhiều khi á em thấy vừa rồi cái vụ mà Nguyễn Công Bảo mà giết nghệ sĩ Đỗ Linh, trường hợp rất là đau lòng đồng tính, thì chúng tôi theo dõi vụ này từ đầu cho tới khi vào trại giam cho đến khi ra ngoài, tức là ba mẹ chết hết rồi, ông bà cũng không còn ai, còn bà cô là em ruột của ông nội, nó thường xuyên đi với chúng tôi vào trại giam Biên Hòa. Thì tôi hỏi chứ của rồi bà mỗi ngày bao nhiêu đó, nói trời ơi tôi đạp xe đạp sáng tôi đưa bé đi học cho 20, rồi tới trưa ví dụ bữa nào về tôi cũng đón về, rồi chiều tới đi học nữa, còn bữa nào ấy ở lại trong trường mỗi ngày 20 cho đầy đủ, không thiếu một cái gì, mà bây giờ mang tội là giết người. Đó bây giờ hình phạt cao nhất là 16 tuổi, cao nhất là 12 năm. Đó thì rồi không giảm được năm nào, không giảm được tháng nào, vì cái anh bị kiểm sát đó thôi, nếu mà anh này 18 là tử hình, đâm 23 nhát. Vì cái anh này á đến trường đó cái này đó, một ngày đó là ngày nhà giáo, mấy thầy cô cho về sớm, một ngày nào nữa mấy thầy đi họp gì đó lại cho về sớm hai lần. Và khi nghệ sĩ Đỗ Linh đi ngang trường thì thấy bé này cao to đẹp trai chắc đẹp lắm, thế là rủ về nhà trọ đó và thực hiện hành vi đó hai lần như vậy. Và lần sau thì làm bé quá đau đi, bé nói tôi làm đau quá, thành ra bé mới chạy xuống trốn, anh này lôi xuống cầu thang, lôi qua lôi lại thì hai người té cầu thang hết. Thì khi anh này nằm xuống thì bé này nó lấy hai cái chân đạp hai cái tay thì anh này đâu chống cự được. Dạ. Cho nên hai cái chân cứ dãy dãy này mà đó, thế là nằm ở trên đâm xuống 23 nhát dao đó, và dẫn đến anh tử vong liền tại chỗ. Nhưng vì điều 93 bộ luật hình sự thì là giết người, nhưng mà lại cái điểm N là có tính chất côn đồ, tại đâm một nhát hai nhát rồi đâm 23 nhát, là chúng tôi ra chúng tôi vào chửi bảo vệ cách nào cũng không được, mà chúng tôi đau lòng thoát ra là phải dẫn đến mức án cho em này là hết khung luôn đó. Tức là từ người bị hại trở thành là người bị hại, trở thành bị cáo đó, mà chúng tôi phải đau lòng đưa một cái em mà trong độ tuổi trẻ em, trong độ tuổi biết tiếng, đang ngồi ghế nhà trường mà thầy hiệu trưởng tại phiên tòa trong suốt quá trình học từ lớp 1 tới lớp 9 đều được học bổng, không tốt một đồng nào đi học đó. Rồi thầy chủ nhiệm đứng ra xúc động trước phiên tòa cũng không được gì hết đó. Rồi thậm chí luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp coi như là nói từ đầu luôn nói, nhưng cuối cùng vì là mang tính chất công đoàn của điểm em là điểm 93, thành ra chúng tôi không có xin được xuống một năm nào một tháng nào hết đó. Thì trẻ em mà phạm tội đã đặc biệt nghiêm trọng như vậy, nhưng mà tại sao sau cái lần đầu mà bạn bị nghệ sĩ Đỗ Linh gọi là lạm dụng tình dục hay là xâm hại, mà bạn lại không về nói với gia đình? Thì đó khi làm khi về nhà đó thì là sợ, tại vì bị hâm dọa thế là sợ không dám nói. Thì lần sau đó thì khi mà bà nội đến đó thì là kêu người bạn, nó lại về với bạn rồi, thành ra người bạn chở đi đó. Bữa hôm đó người bạn cũng ra trước tòa luôn đó, bạn chở tới bỏ đó nhà đó. Rồi về khi mà hỏi ai đưa đi thì lại khai là người bạn chở đi, thì năm bữa hôm người bạn cũng là có liên quan tới cuộc này và cũng có đưa vào đó. Thì khi mà trẻ mà bị ví dụ xâm hại như đầu tiên là sợ sợ, với lại bé này không cha không mẹ, thì bà cô bán đồ ở chợ Tân Thành, nó bán vỏ xe sáng sớm chở đi học là đi ra đi bán, rồi chiều về bé cũng đi học, rồi bé về học bài mới có tiếp xúc với bà đó, thành ra bé cũng rụt rè chưa kịp nói đó. Thì là lần thứ hai là nghe bạn bè kể lại là đi tới đó, và khi mà bà tới chỗ trại giam thì nghe nó cũng đứt mấy ngón tay, thì vì cũng dịch giao qua dịch ra lại cũng đang mai mấy ngón tay này ở tại bệnh viện 5 đó, là
nghe đầu nhà bà cô đó thì chúng tôi thấy là coi như cái việc đầu tiên là tôi hỏi tại sao, tôi cũng có hỏi câu đó là tại sao không báo cho ở nhà, thì nói là tại vì đầu tiên là rủ về nhà chơi đó, rồi con cũng đâu có biết gì, cái cũng có ý đồ chia với con đó, xong rồi có ăn con nó biết là có gì là tới là giết con thế này cái đó, có thể là con sợ con không dám nói đó, rồi lần sau tiếp tục nữa thì là bây giờ coi như là nhà nó lên chúng tôi làm cái đơn nó nói về nhà coi như rút coi như là tha thứ cho bé đó, một kia như người nhà nó không đó, người nhà không chịu, người nhà nói là tại vì làm cái việc mà quá trẻ mà làm cái việc mà quá như vậy đó, thành ra phải cho ở một thời gian dài để cho xã hội phải giáo dục thế đó. Đây là những cái hiện tượng mà chúng tôi thấy là các em bị xâm hại, thì mặc dù nữ, cái trẻ em mà nữ bị xâm hại từ 2,5 tới 3 lần so với trẻ với nam. Thành ra chúng tôi thấy chỉ rồi, chẳng hạn như cái vụ mà cái bà 57 tuổi mà xâm hại bé 15 tuổi đó, thì hội chúng tôi cũng tiếp nhận. Khi nữ tiếp nhận chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên, tại vì chủ thể xâm hại tình dục là nam. Mà lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng thì là chị này là nữ. Đó, nhưng mà tại vì tội nghiệp là cái em này đó, khi mà đến bà này kêu lên nhà trọ thì em này nói với tôi, tại vì khi mà ra đó thì người này là cái người giám hộ, coi như là ông này đó, tức là ba mẹ này chết hết rồi, đó là mẹ chết hồi lúc em này 3 tuổi và ba em này chết hồi 2015, thì cho ông này ông bán cơm và hàng tháng, ví dụ như em có bánh mì, tôi có bánh mì hay là phở gì đó mang tới ổng thì ổng phát từ thiện đó, chứ không phải mà từ thiện, thì ổng thấy bé này cứ đi xin ăn hoài, thì ông nói chứ mẹ làm gì, nó không làm gì, chứ ông cho tôi phụ ông đi, thế là phụ ông bán cơm thế thôi, chứ không phải là cha nuôi hay giám hộ gì hết đó. Thế là khi bà này á, bữa nó giữ xe nó mất cái xe 2 triệu, thì bà này mới nói là xong mất xe, thì ông chửi quá đi, cái bà mới đòi cho nó 2 triệu đó. Thế là chúng tôi mới nghĩ rằng bà này cũng được thủ đoạn đó. Thì trong cái việc này thì chúng tôi thấy không, cái xe 2 triệu lấy đi đó, thì khi lấy xe đền cho ông 2 triệu thì bà này dẫn ra cái nhà nghỉ, thì cái nhà nghỉ đó thì em biết rồi, nhà nghỉ không có camera đó, mà cái nhà nghỉ này lại quen ở cái vùng đó nữa, thì chắc ta cũng quen, thì bà này đến, có thể theo mình suy đoán thôi chứ chúng tôi không khẳng định, nhưng tôi suy đoán rằng bà này tới, tại vì thằng bé này nó khai là cái ông đó biết mặt nó mà ông mới dắt người biết, nhưng mà bây giờ lên đối chất chồng nó, ông nói ông lấy nhau này đó, thì bây giờ tôi đã gửi bé lên trung tâm giáo dục thanh thiếu niên học nghề dạy nghề rồi, thì công an vẫn lên làm việc bé, và mỗi lần làm việc phải có tôi. Tại vì bây giờ hiện nay tôi là cá nhân tôi là đại diện cho hội trẻ em và gửi bé này vô đó. Tại vì cái trường này á, nếu mà có cha có mẹ là không được gửi vô. Đó, mà bây giờ bé không có ai hết thì mình có tổ chức, thì tổ chức là hội trẻ em. Còn cái người đại diện là tôi, là gửi bé vô, bây giờ công an làm việc thì là mỗi tuần chủ nhật làm việc thì là gọi tôi lên. Hoặc là đài báo đài gì muốn xuống đưa tin là phải có tôi. Thì tôi nhân giám hộ cho bé. Thì khi đó thì chúng tôi thấy là cái khó khăn là gì? Là cái nhà trọ còn không bằng cái camera, không có chứng cứ, mà bé nói là bà thực hiện lúc đầu bà cho 2 triệu, nhưng lên nó biết làm nhất á, nó biết làm chỉ cái chuyện đó, thành thử ra bà lấy là 1 triệu, thành ra báo chí đăng 2 triệu là không có đúng, có 1 triệu à cô. Sau đó đó thì là lần thứ hai bà mới nói là mày đưa chồng đi rồi bây giờ mày đi người ta đưa mày thêm 1 triệu nữa, đó là bà hỏi mới lấy là 1 triệu, bà đưa 1 triệu thì bà cho nó 500 bà biểu đi nhuộm tóc, đi nhuộm lại cái đầu, thì bữa nói đưa cái đầu cho cô coi, nó lấy là tóc này bà cho 500 nhuộm đó. Thì đi lên lần thứ hai thì bà này á, cô hỏi là có cho ăn uống nhầm đấy không, nhưng mà bà dùng mọi biện pháp kích thích để cho nó lên và nó thực hiện hành vi rồi, nhưng bây giờ không có camera, mới chỉ nghe lời khai từ bé này thôi, thành ra theo tôi nghĩ đó là coi như chủ thể xâm hại tình dục từ xưa đến giờ là nam, chứ không có nữ, mà phải nam cũng phải thực hiện được hành vi thì mới là đó. Nhưng mà trong luật thì quy là người nào mà dùng thủ đoạn, mà dùng thí dụ các hung khí gì đó để khống chế người khác đó là coi như là phạm tội hiếp dâm trẻ em. Nhưng mà ở đây vấn đề này là chúng tôi thấy là không có chứng cứ đó, mà đã nhiều lần rồi tôi hỏi bé, tôi hỏi bây giờ thậm chí bé ngồi dưới tôi, bé thề với tôi luôn, bé nói con thề những cô không bao giờ con nói dối, mà có đài truyền hình công an, có tất cả các pháp luật rồi, đó nói con thề với cô là con không bao giờ con nói dối, con dù không cha con mẹ, con không có giáo dục của anh kia, nhưng con không bao giờ nói dối. Mà hiện nay bé bị bệnh lậu đó, chúng tôi cũng phải đưa đi cái bệnh đó, các luật sư chúng tôi bỏ tiền ra dắt đi làm master nó, và lấy tất cả các kết quả và đã điều trị cho bé rồi. Thì bây giờ cái khó khăn là chúng tôi đưa lên nhà tạm lắm, thì nhà tạm lắm nó xưa giờ nữ mà không có nam, có thể nhà tạm của người này, người đợt này, thế là phải đưa lên trung tâm dạy nghề thanh thiếu niên và hỏi nguyện vọng của bé như thế nào, thì nói nguyện vọng của bé thì bé thích học nấu ăn
đó thì chúng tôi cũng gửi vào để cho bài học đó ra. Thế còn cái người phụ nữ xâm hại bé thì bây giờ sao? Thì tôi theo tôi nghĩ đó là chắc cũng là có khởi tố tại vì không có chứng cứ gì. Mà bây giờ làm việc với công an ở đây chúng tôi đủ chứng cứ thì mới làm. Đó còn nếu không là chắc sẽ ra một cái quyết định là không khởi tố, thì lúc đó chúng tôi sẽ khiếu nại. Chúng tôi sẽ khiếu nại thì để cho đối chất với em Hoàng Ngọc như thế nào. Ở bên Mỹ rõ ràng là có cái vụ ở bên Mỹ là nghệ sĩ ở đây không tiện nhắc tên, nghệ sĩ này là bị bắt bởi vì cảnh sát Mỹ để dàn dựng là để cho cái người này sập bẫy, tại vì cũng không có chứng cứ, không bằng chứng gì hết, cho nên bắt buộc là phải dựng cảnh là đóng giả, một ai đó đóng giả là thanh thiếu niên xong dụ người này ra. Và khi nghệ sĩ Việt Nam này ra thì anh ta dính tội là làm trẻ em. Thì tại sao Việt Nam mình lại không làm được như vậy? Nếu đối với những cái trường hợp mà không có bằng chứng thì mình phải có cái cách gì đó để... Tại vì cái luật Việt Nam thì nó hơi chuẩn và nó khắt khe cái chỗ này, tức là phải có đủ chứng cứ. Đó tức là, thì rồi đó là Viện Kiểm sát tối cao có lên nói ba cái vụ án điểm đó, Vũng Tàu, Cà Mau và ở Đức. Thì ba vụ án đó, nhưng mà hai vụ kia thì đã xong rồi, đó được giải tỏa rồi, còn riêng cái vụ Đức chẳng hạn, bây giờ ta đòi chứng cứ. Thì cái chứng cứ nó rất là khó, mà bây giờ nếu mà không có đủ chứng cứ là không có thể nào mà buộc hết. Đó cái khó khăn chúng tôi hiện nay, chúng tôi bức xúc và chúng tôi trăn trở. Có khi một cái vụ án mà mình thấy trời ơi, lời khai đúng minh pháp mà nhờ có chứng cứ thì chúng tôi không ngủ được cả đêm. Đó tức là chúng tôi trăn trở và trăn trở nhiều lắm, chứ không phải trăn trở một vấn đề, tức là nhắm mắt lại là cái thấy hình ảnh của em nó ngồi tâm sự với mình. Tức là ý anh Tâm Hải là tức là ở đây không có ai có thể là dàn cảnh hay là làm cách nào đó để đưa cái kẻ thủ ác vào, tức là sập bẫy của công an hay là gì, tức là chính quyền cũng... Thì rồi có những cái trường hợp mà cha dưỡng xâm hại bé đó thì chúng tôi cũng nói là dàn dựng lại. Thì mẹ của bé này là thì nói là dàn dựng lại, đó cũng như dàn dựng lại cũng như là bả cho bộ bà đi. Đó bả cho bộ đi đâu gì đó, nó đi đâu mấy ngày để cho bé này. Nhưng mà tôi nói nó không được, đâu có hy sinh bé được vậy. Đúng rồi. Đó hy sinh rồi bây giờ tự nhiên bé đang tổn thương mà giờ chưa có chứng cứ khởi tố ông, bây giờ lại cho ông xâm hại thì nó đâu được đâu, luật trẻ em đâu cho đâu mà quy định trẻ em thương đá không có được lấy rồi. Mà bây giờ làm vậy, mẹ nó tức, mẹ nó bây giờ em nhất định em phải làm như thế, chúng tôi không cho, chúng tôi cản. Thành ra bây giờ bằng mọi nghiệp vụ chúng tôi sắp tới chúng tôi cũng đề nghị cái trường hợp đó là có, chúng tôi đã đề nghị lâu rồi bằng mọi thứ. Thì rồi rất là may mắn cho chúng tôi là cái chị mà làm người hùng sản á, thì con chị đó khi mà kẻ thứ quát ra vụ bé này ra rồi á, mà bây giờ về chối chưa có bị bắt, thế là chị mới lấy cái điện thoại của bé này, chị mới nhắn tin đó, chị mới nhắn tin rồi chị kêu công an tới. Thế tới cái khách sạn chỗ đó thì chị nhắn tin, thì khi mà đó thì lần đầu tiên trong lịch sử tôi thấy chị này rất là thông minh. Thế là chị gọi tới là bà công an bắt anh đó, thì tôi thấy là coi như chính người nhà đó, mà khi mà chúng tôi tuyên truyền hoặc là chị coi phim ảnh hoặc là chị thấy những cái mà vấn đề mà nó như mà một cái dở là như con chị á, coi như là bây giờ hiện nay công an chúng tôi đang đấu tranh vấn đề là giao cáo trèm, tại vì bé này là 15 tuổi 6 tháng 3 ngày, thành là đang đấu tranh giữa giao cáo và hiếp dâm. Thì chúng tôi nói là trong camera khách sạn chúng tôi quay á, coi thì chúng tôi thấy là cái anh này đến và lên, khi lên khách sạn đưa thì đứng chiếc nguyên nhân của ảnh, còn bé này đứng ngay tủ lạnh đó, nhúc núp sau cái tủ lạnh. Thì chúng tôi mọi người ở công an nói tại sao nó không chịu la lên hay kia, nói là đủ đi ăn rồi dẫn nó lên đó, rồi bây giờ đâu có nói năng gì, thành ra chính vì cái camera đó mà anh luận tội bé thì cũng không đúng. Nếu bé đồng tình thì bé mới đưa cái chứng minh nhân dân, chứ đâu phải trốn lúc vậy là cái nhất. Cái thứ hai là anh này nói là trong lúc mà thực hiện hành vi đó thì tại sao bé không biết la lên để rời khách sạn rồi tới là cứu quay này kia. Giờ cho một đứa bé mà tự nhiên nó ngây thơ, nó không biết gì đó, tự nhiên khách sạn bấm nút lại nằm ở trong. Rồi bây giờ thí dụ bị cáo bị đè gối, bị bóp cổ này kia, giống như cái em Luchi đưa dao vô cổ và hiếp dâm có một lần. Đó em đó có thai 13 tuổi 2 tuần nữa sanh đó, giống như đó trường hợp của Chi, tức là phải dùng hung khí hoặc là dùng vũ lực, làm sao mà người ta la lên được, sao bé la lên được. Thì nói tại vì không thấy cái bé mà la lên phản kháng gì hết trơn, thành ra người ta cho là đồng tình. Chúng tôi nói không có đâu, anh nói vậy là cũng đúng, nói như vậy là mấy em mà bị hiếp dâm là ta đồng tình hết hay sao. Đó vì dùng vũ lực mà mấy đứa nhỏ thì không có được. Thì anh nói chứ thôi bây giờ để cái trường hợp này tụi em sẽ xem xét lại và tụi em sẽ điều tra thêm đó, để coi đó những cái chứng cứ chị sẽ bổ sung vào hồ sơ. Đó tức là nghĩa là giữa giao cấu và hiếp dâm chúng tôi đã đi tìm để mà cái định tội thôi, để tức là khởi tố cái vụ án thôi, là khởi tố bị can về cái tội gì đó là chúng tôi đã thấy khó rồi đó, chứ đừng có nói gì mà để tìm cái chứng cứ. Thành ra bây giờ chúng tôi thấy bức xúc hiện nay là có một cái vụ án mà cha dượng đó hiếp dâm con gái của chị này ở Bình Tân,
Chúng tôi bây giờ một cái coi như một cha dưỡng rồi, bức xúc cái vụ này thôi. Và chúng tôi đang làm rõ hơn cái vụ này. Vì cha dưỡng á, là hai vợ chồng ly hôn thì người mẹ lại bắt đứa gái. Mà bé rất là đẹp, bé rất là dễ thương, bé học rất giỏi ở Bình Tân. Khi học lớp 9 rồi á, thì là mẹ mới ly hôn, mới bắt bé về thì thuê cái nhà trọ có mình hai mẹ con ở thôi. Thế là đùng một cái chị này mới đem ông này về nhà, sống như vợ chồng. Thế là 3 giờ sáng, thì ở đây em nghĩ có 3 giờ sáng ra đi ra chợ bán rau. Thì 3 giờ ông này chở ra chợ bán và 4 giờ ông này về nhà. Thì 4 giờ là bé ngủ rồi sao đâu làm vô trong phòng cái chân một 9 tháng 110 lần. 110 lần ạ. À. Rất khi bé này bị bệnh, bé bệnh nặng quá, bé mới về với bà nội. Bà nói với bà nội, bà dắt bé lên công an tố cáo. 110 lần mà mẹ không hề biết cái gì. Không hề biết, tại vì nói mẹ thì mẹ, bà nội có đưa tôi nghe một đoạn ghi âm, thì tôi thấy bà mẹ nói vậy nè, tôi nghe từng chữ. Mẹ nói là, mày đi ra, mày rút cái đơn khởi kiện ông Tuấn. Đó, ông Tuấn là trong gia dưỡng. Còn nếu không, tao đập đầu mày. Thế đó sao? Là lời nhà, lời bà nói tôi nghe từng câu, rồi tôi thuộc lòng đến giờ luôn. Thế sao người mẹ không tin, người mẹ mù quáng, người mẹ không tin. Đó giống như một đứa ở ngoài Vĩnh Long nó nói mẹ, nó mẹ nó ở để mẹ nói ba cho. Rồi khi ông nội làm thì con nói mẹ, nói mẹ làm nội cho. Có ai đâu có nói đâu. Đó thì một đứa trẻ nó cầu cứu mình mà mình là một người mẹ. Thì bây giờ chúng tôi đề nghị rằng sắp tới đây tất cả các vụ án mà liên quan tới cha mà tới thì phải đem người mẹ vào. Đúng rồi. Đó chứ người mẹ mà coi như là những dưng con mình bị như vậy. Mà thì đội chúng tôi bức xúc là khởi tố vụ án rồi. Chúng tôi mừng giống như tôi liên quan tới anh mừng. Cuối cùng mới có bị tra. Tạm đình chỉ, tại vì chưa đủ cơ sở. Thế tôi nói bây giờ anh xét hoàn cảnh đi, bây giờ 4 giờ 4 giờ sáng ở nhà có mình ông cha dưỡng bé này. Thì cái hỏi cho ai mà đấy. Mà bây giờ bé kiểm tra rất mạnh trên đó rồi. Mà bây giờ mấy anh nghĩ như thế nào? Chúng tôi thấy chúng tôi trăn trở, tôi đau lòng lắm. Mà bây giờ mấy người của chúng tôi thành đến tha thiết. Thậm chí năn nỉ mấy anh luôn, anh cố gắng để giúp giùm. Bây giờ tiếp tục điều tra. Vậy là các bạn độc giả ơi, sau một rất 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 là nhiều câu chuyện mà cô học nữ chia sẻ thì rõ ràng là vai trò của người mẹ là quan trọng hơn tất cả, không phải về mặt tinh thần không mà còn là về hành động trí thông minh nữa. Tại vì đôi khi người cha lại là người hại con chứ không phải là mẹ. Tại vì theo người ta nói là hổ dữ không nên thịt con, mà sau những cái câu chuyện mà cô kể thì bản thân em cũng thấy rất là hoang mang đau lòng. Tại sao bây giờ cha lại có thể làm cái hành động như vậy mà còn mẹ thì lại quay lưng với các con? Thì cô là con, tức là em cũng biết rất là nhiều bạn nữ, rất nhiều bạn nữ hồi xưa rồi, bạn bé bây giờ bạn lớn rồi cũng trải qua những cái vấn đề như vậy, bạn nó vượt qua được, cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý vượt qua được. Nhưng mà khi kể lại câu chuyện đó, cũng có trường hợp đó, ca sĩ Thủy Tiên kể lại câu chuyện đó với mẹ, mẹ nói là tại sao lại nhắc lại chuyện đó, chuyện đó có hay ho gì đâu mà nhắc lại. Mẹ và gia đình cũng quay lưng với những đó. Thì cô có thấy như thế nào về, cái thái độ của người mẹ trong cuộc? Thì chúng tôi thấy là với ca sĩ Tiên thì người mẹ chồng là một người mẹ tuyệt vời. Tức là người mẹ chồng mới nói là nó không có lỗi, tức là Thủy Tiên không lỗi, mà có lỗi là cái thằng nó xâm hại. Tuyệt vời. Nó tức là bây giờ mình không đổ lỗi cho ai, chẳng hạn như chúng tôi rất là vui, chẳng hạn như chúng tôi đã lâu cũng giống như buổi tòa đàm vậy thì chúng tôi cũng có nêu ra. Tự nhiên chúng tôi xử cái vụ hiếp dâm mà hồi xưa lâu lắm rồi, chúng tôi làm cách đây cũng 10 năm. Thì một bữa nọ chúng tôi đang ở văn phòng luật sư, chúng tôi đang ngồi thì cái hai mẹ con nhận lên văn phòng mà chúng tôi nói, cô ơi cho con xin cái giấy bất trinh. Thì chúng tôi giật mình, chúng tôi nói ủa ở đây đâu có làm giấy bất trinh, ở văn phòng luật sư sao mà giấy bất trinh? Cái nó cách đây 10 năm cô có làm giúp cho em con gái em nó bị xâm hại mà bây giờ nó lấy một người chồng khá là giàu có, mà bên gia đình nói là tha thứ hết. Coi như là không chuyện xảy ra, nhưng mà người ta cũng sợ là sau này cứ gây lộn rồi đổ lỗi rồi sau này khơi lại chuyện cũ đó, là không ổn định tâm lý. Cho nên em muốn là cô cho em cái giấy mà mở xử á, rồi để cho em biết là con em bị mất kinh là do có người hại, nó bị xâm hại chứ không phải là do con em bị hư hỏng. Thế là tôi muốn ngạc nhiên, tôi ngồi suy nghĩ hoài, tôi nói thôi chị cho tôi hẹn được ngày mai không. Thế chị nói tại chị Bình Phước xuống đây xa quá, thôi cô cố gắng giúp giùm. Thế là chị mới ngồi sực nhớ lại cách cũng hồi xưa thì ít lắm, một cái vụ mà dễ nhớ, nó vụ nào nhớ vụ đó liền. Đó là mình nhớ, mình mới gọi điện thoại cho anh thẩm phán, anh quen mấy anh cái vụ này thì sao thì anh mới nói ồ dễ quá, qua đây đi anh trực lục cho cái bản án. Thì trong cái bản án có nói là bé bị xâm hại và cái rách màng trinh là lúc bấy giờ đó, là cái rách như thế nào thế nào nào đó thì trong cái hồ sơ có hết đó, quả như đó.
Thế là chúng tôi qua chúng tôi lấy ảnh rất là lạc, có 5 phút bạn là xong, ảnh đóng dấu, đi xong xuống phòng đóng dấu bạn cho tôi và tôi đưa chị này về. Thì khi mà chị này về rồi một tháng sau đám cưới rồi rình rang lắm, lấy chồng nhà bóp đi xe hơi, tôi thấy đi xe hơi hai vợ chồng xuống và có gửi trái cây được cho chúng tôi và nói cảm ơn cô đã giúp đỡ cho bé từ lúc mà bị hại đến bây giờ 10 năm sau bé lại vực dậy và bé lấy chồng dễ hạnh phúc. Tức là khá giả nữa, thành ra chúng tôi rất là mừng và chúng tôi coi như đội ơn suốt đời. Đó thì chúng tôi nói, đâu thì tôi được tiếp xúc với người chồng. Đó thì tôi thấy người chồng rất là xúc động, mình lòng cũng nói là chúng tôi, tụi em tới đây, tụi con tới đây nhé. Là tụi con, thứ nhất là cảm ơn cô, thứ hai là nhờ cô giải tỏa cho gia đình đó. Gia đình bên con, gia đình bên kia. Đó thành tự ra bây giờ chúng con rất là vui và sống rất là hạnh phúc. Và chúng con sẽ coi như trân trọng cái hạnh phúc này cho nói này kia, đại khái nói như vậy. Nhưng mà chúng tôi chỉ nhìn thấy là cái anh chồng từ ánh mắt mà thật thà và hạnh phúc như vậy đó, là chúng tôi cảm thấy là coi như bao nhiêu công sức đó chúng làm mệt lắm, nói tới thẳng là đi những cái vụ nó không mới đơn giản. Thành ra chúng tôi rồi chúng tôi mới ngồi tâm sự với lại mấy người bạn luật sư, với lại bữa hôm này mấy chị ở ngoài hội phụ nữ trung ương vô nó có làm một buổi tọa đàm, tôi đứng nghe tôi nói là không phải nhiều quán mà khi mấy chị thấy chúng tôi đứng ra trước tòa, chúng tôi bảo vệ người lợi pháp cho mấy em đó, mấy dạy chị tưởng đâu là đơn giản, không phải đâu. Chúng tôi phải nói rằng ở đây đổ rất nhiều nước mắt, trong đó cả một ngôi nhà nước mắt mà cả sư báo chúng tôi cũng đó, chứ không phải là đơn giản người ta đứng, mà hầu như bây giờ nước mắt chúng tôi không còn ai lấy được nữa, hầu như là đã cạn rồi. Đó là tưởng ra chúng tôi chỉ có thương trẻ em chúng tôi làm đó, và chúng tôi mong mỏi rằng các cơ quan điều tra, các cơ quan chức năng sẽ hợp tác với chúng tôi, tức là hỗ trợ cho chúng tôi về công tác bảo vệ trẻ em, tức là mỗi người đều có một cái chức năng. Nhưng mà hy vọng rằng khi mà hội bảo vệ trẻ em chúng tôi đến làm tất cả các thủ tục pháp lý, làm cái đặt chúng tôi lên hàng đầu. Đó chúng tôi không yêu cầu gì hơn, dù trộm mất tài sản hoặc là ma túy gì đó thì các anh chị thì cũng quan tâm, chứ mà là không, tức là mình phải coi như là những tội phạm là mình không chịu ai, nhưng mà những tội phạm, những mà trẻ em mà bị xâm hại, chúng tôi hy vọng rằng á là cái nhiệm vụ của mấy anh công an nó cố gắng. Đó tức là vì đầu chúng tôi muốn đề nghị hai vấn đề, thứ nhất là cái điều tra mà về xâm hại trẻ em còn như nữ không thấy, tức là đó giờ tôi đi không thấy điều tra nữ. Đó mà vấn đề này cần đào tạo nữ, và hiện nay đó đang đào tạo nữ đó. Chắc là khoảng một năm nữa hoặc là sáu tháng nữa là có một cái đội điều tra nữ công an, nữ công an để về chuyên trách về cái trầm nam. Tại vì bây giờ một em mà lên điều tra nam hỏi mấy em nữ thấy cũng kỳ kỳ rồi. Đó mà kêu không biết kêu là cái gì cô, bây giờ con kêu là cái gì, con kêu là ví dụ như mình nói danh dự danh gian, nhiều ông đạo hoặc lâm hộ hoặc của mình nên cái em con kêu là gì cô cũng khó. Có ví dụ một chị nữ đó thì biết là cái vùng kính con là này đó, con cô thường nói trong lúc trao đổi nữ đó thì có thể mấy em nó cũng đỡ hoang sợ hơn, với lại cũng như là đồng cái giới của mình đó thì có thể mấy em đẻ sẽ nhẹ, mấy em sẽ khai ra như thế nào, mấy em sẽ nói hết như là tâm sự với mấy cô thì chắc là tiện hơn. Thì chúng tôi đã có đề nghị rồi và chúng tôi nói cũng sắp tới đây là cũng đang đó, cái lớp mà điều tra đó mấy chị nữ đang coi như là giao thông đó, chị giao thông đó là đang là tự nguyện qua cái nội dung điều tra đem về làm coi những các em mà bị xâm hại bị ngược đãi làm hạn. Nói chung là có vấn đề về các em là mấy chị điều tra viên nữ đó thì thấy sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó là chỉ là vấn đề gì đề nghị nhỏ thôi, biết có được hay không, nhưng mà cũng cố gắng bảo vệ cho mấy em. Thì thưa các bạn, là rõ ràng là lạm dụng tình dục có những câu chuyện người trong cuộc nói ra mà chưa chắc là giải quyết được, chứ đừng nói những trường hợp mà người trong cuộc chọn cách im lặng tuyệt đối và tự mình giải quyết vấn đề. Có những trường hợp như vậy và chúng tôi biết là im lặng cho tới quyết thề quyết im lặng, quên đi cái chuyện đó trong quá khứ và dĩ vãng, và sau này dù có ai hỏi cho nữa thì họ trốn tránh vấn đề mà họ không nói. Thì tạp chí EL cũng đã rất nhiều lần nói cái vấn đề này ở trên tạp chí, là một con cũng đã nói là im lặng tức là đồng nghĩa với là bạn đang đồng tình với tội ác. Những cái vấn đề xảy ra nếu mà nói cho gia đình không giải quyết được thì vẫn còn có những hội, những chi hội giống như của cô Ngọc Nữ đây sẵn sàng đứng ra giải quyết cho trẻ em. Và hiện tại thì bản thân em thấy thì cái câu chuyện lạm dụng tình dục không những xảy ra ở trẻ em mà còn cả người lớn nữa. Cho nên là đừng bao các bạn đừng im lặng, và nếu chuyện đã xảy ra với các bạn rồi cũng không nên im lặng, nên tâm sự, nên nói ra, nên tìm đến bác sĩ tâm lý hoặc hồ luật sư nếu mà bạn quyết là
mang những sự việc này ra ánh sáng và tìm lại công bằng cho chính mình, cũng như là những người sau này rất có nguy cơ sẽ rơi vào tay của những người tội phạm như vậy. Thì hôm nay là chị Eo rất là vui khi mà cô Ngọc Nữ tới đây chia sẻ rất 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 là nhiều thông tin đằng sau, tạm gọi là đằng sau là cái tảng băng chìm, để mà các bạn hiểu được là tội ác lạm dụng tình dục nó ngày càng phức tạp hơn chứ không còn đơn giản như ngày xưa. Và có các bậc phụ huynh, đặc biệt là những bậc phụ huynh và những người mẹ sẽ có cái nhìn mà quan tâm đối với con của mình đúng đắn hơn trước. Cảm ơn các bạn đã theo buổi livestream và cảm ơn cô Ngọc Nữ đã chia sẻ cho tất cả các bạn nghe. Thì trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng xin quý vị bạn quan tâm tới đường dây nóng của Hội Bảo vệ trẻ em của chúng tôi, tức là đường dây nóng của Hội Bảo vệ trẻ em chúng tôi là 1800 9069. Đó, tức là hoặc là đường dây nóng sắp tới đây là 1 tháng 1 2018 sẽ có một cái đường dây nóng của Cục Trẻ Em trên toàn quốc, có thì rất là dễ nhớ là 111 mà khi nào là khi nào có thì chúng tôi sẽ thông tin tiếp cho tạp chí Eo để phổ biến sâu rộng về cái đường dây nóng này cho dễ nhớ, tức là 111. Còn hiện nay là liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1800 9069. Dạ, 1800 9069. Và cũng khuyên các bậc phụ huynh một lần cuối cùng để cho dễ nhớ, tức là chúng ta về, chúng ta thứ nhất về đối với con chúng ta thì chúng ta dạy là cơ thể của con là của con, và dùng nguyên tắc 1 mét, tức là tránh xa mình ra khỏi 1 mét. Và tất cả phụ huynh ở đây chúng tôi xin quý vị phụ huynh hãy cộng tác cùng với Hội Bảo vệ trẻ em chúng tôi, nhớ rằng khi có những vụ việc trong gia đình cũng như những người gần gũi, những người thân thì nên không có nên im lặng, vì chúng ta nhớ rằng im lặng là tội ác. Chúng ta cứ nhớ như vậy là chúng ta sẽ được các cộng đồng chúng ta sẽ quan tâm và chúng ta sẽ giúp đỡ cho các em rất là nhiều. Sau buổi livestream này chúng tôi sẽ có một video khác nói về hai nạn nhân cụ thể của câu chuyện lạm dụng tình dục và câu chuyện của họ cũng như là cách họ đã vượt qua và hiện tại họ đang giúp những người đã bị cái lạm dụng tình dục như thế nào. Thì rất mong độc giả tiếp tục và đồng hành với Eo và theo dõi câu chuyện của hai nạn nhân này trong những ngày sắp tới. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn.